Xin chào cuối tuần cả nhà thân yêu đang theo dõi video của em Quỳnh Sài Gòn Ca nhé. Như mọi người đã biết thì showroom Sài Gòn Ca chúng em là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Và trong những video báo giá của em Quỳnh thì em Quỳnh thường lên sóng để cập nhật những sản phẩm mới về và đang có sẵn tại showroom Sài Gòn Ca. Trong video ngày hôm nay, ở chiều thứ bảy cuối tuần, bên em về rất nhiều mẫu xe từ phân khúc A nhỏ gọn tiện lợi cho đến những phân khúc gầm cao 5 chỗ, 7 chỗ đều có nhá. Hy vọng là sẽ được sự đón nhận, theo dõi và ủng hộ quý anh chị nhé. Showroom Sài Gòn Ca chúng em thì nằm tại số nhà 613, 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng em có mặt bằng hơn 500m2, có thể trưng bày từ 35 đến 40 đầu xe cho quý anh chị lựa chọn nhé. Và vừa rồi thì quý anh chị đã thấy chúng em vừa về chiếc Mazda CX-5 phiên bản Premium Sport năm 2024, siêu lướt chỉ có 3.000 km thôi. Đấy, cái chiếc xe mà 3.000 km thì vô cùng đẹp nhá. Hôm nay đánh lên giữa đi em ơi. Nhìn này, hôm nay thì có cả CR-V, có cả Kia K3. Nhưng cái chiếc xe mà rất là lướt tại showroom Sài Gòn Ca nên em Quỳnh sẽ quay chi tiết và báo giá cho quý anh chị cùng tham khảo nhá. Đấy, cứ di chuyển thoải mái tự nhiên đi, cho khán giả ở kênh của mình có thể ngắm được hết toàn bộ cái vẻ đẹp của mẫu xe 5 chỗ gầm cao của nhà Mazda, rất ăn khách. Xe nhà em Quỳnh trang bị lớp sơn màu xanh Kavansai nhá. Nội thất là ghế da tông màu đen. Mới lăn bánh chỉ có 3.000 km thôi, chất lốp là nguyên dàn theo xe sơ cua chưa hạ này. Ở trước này lăn bánh trên đường thì quá đẹp luôn. Và với cái màu sắc xanh Kavansai là một trong những cái màu rất là độc đáo của nhà Mazda CX-5 nha. Trước này thì cũng sơn mâm đen rồi này. Mới rửa qua thôi, không có một vết xước nào ở trên cái chiếc xe này cả. Xe còn thơm mùi mới cơ, mùi da công nghiệp các kiểu này. Đó, xe có trang bị là ghế chỉnh điện, hai vị trí nhớ ghế, đề nổ xa tốp, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm này. Đấy, cái trước này thì sẽ có cái chi tiết là cửa sổ nóc nhá, phanh tay điện tử này, mọi người nhìn qua này, vô lăng cần số thấy không ạ? À, trước này có cả hắt kính nữa. À, sáng nay thì đã bán được cái chiếc xe mà phiên bản Luxury rồi, thì hôm nay về thêm Premium Sport này. Càng về sau thì Mazda CX-5 càng có những cái phiên bản nâng cấp hơn. Đấy, hắt kính ở trên này thì sẽ hiển thị vận tốc nhá. Đây cũng có camera hành trình rồi. Mới quá. Không thể là tưởng tượng ra là mua một cái chiếc xe mà mới như thế này. Ở hàng ghế phía sau nhá, gần như là chưa có người ngồi quý anh chị ạ. Có cửa gió điều hòa phía sau này. Chiếc xe này sẽ trang bị là hệ thống giải trí loa Bose nhá, nghe cực kỳ hay. Cảm biến va chạm này. Đấy, sáng nay thì em bán được cái chiếc xe mà màu vàng ánh kim ấy, nên là hôm nay thì về thêm cái màu xanh này. Em thì rất thích màu xanh này. Ở trong xe thì một số những cái đồ dùng này, nguyên ly lông từ kích bình, ô của hãng này. Đó. Phần khoang hành lý của Mazda CX-5 thì rất là rộng rãi rồi mọi người ạ. Cái chiếc xe này thì nếu như mà quý anh chị sở hữu cái chiếc Mazda CX-5 ở tại showroom Sài Gòn Ca ngày hôm nay thì em nghĩ là sẽ tiết kiệm được một khoản khá là lớn so với cả ở hãng nhá. Đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản Premium Sport năm 2024. Lăn bánh chỉ có 3.000 km thôi. Và tất cả các sản phẩm bên showroom Sài Gòn Ca chúng em thì đều được cam kết bằng văn bản đầy đủ và khuyến khích khách hàng của em check test ở mọi nơi nhé. Em đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 868 triệu tại showroom Sài Gòn Ca nhé. 868 triệu sở hữu ngay Mazda CX-5 phiên bản Premium Sport năm 2024. Và ngoài ra, hôm nay em Quỳnh cũng mới về chiếc Kia K3 này. Rất nhiều những cái chiếc xe mang màu sắc rất là mát. Ở trước này là Kia K3 phiên bản Luxury năm 2023. Hơn một năm sử dụng nhưng lăn bánh chỉ có 6.000 km thôi nha quý anh chị. Kia K3 nhà em Quỳnh 6.000 km này. Sơn zin là 100% theo xe. Chất lốp là nguyên dàn theo xe. Sơ cua chưa hạ. Quý anh chị có thể thấy này. Con này thì sáng ngày hôm nay 7 giờ. 7 giờ sáng em mua tại cửa hàng. Khách chạy thẳng đến cửa hàng và bán cho em Quỳnh nhá. Cũng rất là cảm ơn các nền tảng từ TikTok, YouTube và Facebook để lan tỏa được những cái điều showroom Sài Gòn Ca mang lại cho cộng đồng. Cái cản nhựa này nhá, còn không một vết xước mọi người ạ. Đây này,
cái cản phần này không một vết xước luôn. Xe rất là đẹp, gầm bệ cực kỳ sáng. Bởi vì sao? Bởi vì chủ xe họ ấy chỉ để nhà mua rất là ít đi, chỉ đi loanh quanh cái khu mình ở thôi, và mang biển kiểm soát là 86 là ở Bình Thuận nha mọi người. Đây, sơn si là cái màu xanh ngọc này, rất là mát mắt. Và chiều dài cơ sở thì cũng rất là rộng rãi, và thiết kế của nhà Kia thì trẻ trung năng động, công nghệ cũng rất là nhiều nha. Ở phía đèn hậu thì thiết kế chạy dọc từ trái sang phải như những dòng xe sang này, logo mới của Kia nha. Phần cốp rất là rộng rãi và thoải mái, quý anh chị có thể nhìn qua này, khoang này để đồ thoải mái luôn, chấp hết các loại dòng SUV. Đấy, một điểm cộng luôn cho nhà Kia K3 nữa. Nội thất thiết kế ghế da tông màu đen và pha với cả màu be này, rất là sáng, xe đã lên trải thảm sàn. Ở phía sau thì có cả cổng sạc, cả cửa gió điều hòa nhá. Đấy, trước này thì ăn đứt các đối thủ còn lại luôn. Công nhận là những cái thiết kế của nhà Kia thì ngày càng đẹp và công nghệ thì ngày càng được nâng cấp. Ở bên kia kìa, đó, quý anh chị có thể nhìn qua khu vực vô lăng, cần số, đề nổ, xa tốt, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm nhá. Và cái trước này em nhắc lại này, nó mới chỉ bảo hành một lần duy nhất là 5.000 km tại hệ thống Kia. Quý anh chị yên tâm nhá, kiểm tra thoải mái luôn, với một chiếc xe 6.000 cây như thế này. Ở trên này thì cũng có thiết kế là cửa sổ nóc nha. Đó, quá đẹp rồi. Hạn đăng kiểm thì còn rất là dài, tới tháng 7 năm 2026 cơ. Và quý anh chị muốn sở hữu mẫu xe Kia K3 tại showroom Sài Gòn K, em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 578 triệu nhé. 578 triệu sở hữu ngay Kia K3 phiên bản Luxury năm 2023, siêu lướt 6.000 km nhé. Hôm nay thì hơi chật, nên là có trưng bày một chiếc Toyota Vios ở ngoài kia. Đây, bên này thì có cả Chevrolet Captiva này. Đó, một cái mẫu xe tiền ít thịt nhiều đến từ thương hiệu của Mỹ. Bên này thì là Toyota Vios bản ECVT năm 2017. Em Quỳnh đang có một chiếc Toyota Vios bản ECVT. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2017, lăn bánh là 12 vạn km. Riêng chiếc xe này em Quỳnh sẽ áp một cái mức chính sách mới tại showroom Sài Gòn K, là em chỉ chào bán với một mức giá duy nhất để cho quý anh chị có thể tham khảo cái mẫu xe này. Và nếu như mà cảm thấy mức giá đó mà phù hợp, có thể làm việc và lựa chọn mẫu xe này, thì có thể liên hệ ngay cho showroom Sài Gòn K để chúng em tư vấn và hỗ trợ mọi người nhé. Với mức giá là 325 triệu và đây là một mức giá duy nhất đã bao gồm chi phí rút hồ sơ gốc. Được không ạ? Đã bao gồm chi phí rút hồ sơ gốc, không bao gồm lệ phí sang tên. Sở hữu ngay cho mình chiếc Toyota Vios bản E số tự động năm 2017, lăn bánh là 12 vạn km nha. Ở trong khoang nội thất của chiếc Vios E nhà em Quỳnh sẽ trang bị là màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, có thể kết nối Bluetooth, AirPods, Android. Và ở khu vực gương chiếu hậu là hệ thống camera hành trình tích hợp gương chiếu hậu nhé. Rất là thuận lợi trong quá trình sử dụng. Xe đã lên lót sàn 5D và bọc lại bộ ghế da rất là phù hợp với cả cái tông màu nước sơn vàng cát của nhà Vios nhé. Phải công nhận một điều là đây là một chiếc xe nồi đồng khối đá thực sự, đi bền bỉ 12 vạn km rồi nhưng mà chất xe vẫn còn rất là cứng cáp nhé. Và với mức giá cũng rất là êm để cho quý anh chị tham khảo này. Một mức giá duy nhất và đây là mức giá cuối cùng chốt cho chiếc Vios E số tự động năm 2017 là 325 triệu nha. Quý anh chị có thể tham khảo ở tất cả các nền tảng để xem là cái mức giá đó mà showroom Sài Gòn K đưa ra đã hợp lý chưa nha. Bên này là chiếc Chevrolet Captiva phiên bản LTZ. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, lăn bánh chuẩn là 40.000 km. Nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu đen nhé. Một chiếc xe tiền ít thịt nhiều và dành cho anh em đam mê đối với cả dòng Chevrolet. Xe nhà em Quỳnh trang bị là hệ thống rửa đèn pha, cảm biến va chạm với động cơ là 2.7 cực kỳ lầm nha. Thời điểm năm 2016 mà xe đã trang bị là ghế chỉnh điện này. Đó, trước này còn có cả cửa sổ nóc nhé. Và đây là một chiếc xe thuộc phân khúc 5+2, trong tầm giá chỉ hơn 400 triệu. Hàng ghế thứ hai vô cùng rộng rãi và thoải mái nhé. Và theo báo cáo của nhà sản xuất thì với cái động cơ 2.7 thì chiếc Captiva nhà em Quỳnh sẽ tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 10 lít nhá. Đấy, quý anh chị nếu như mà chạy ở trên những cái quãng đường như là cao tốc và đường trường thì còn tiết kiệm hơn nữa. Và em Quỳnh đang chào bán chiếc Chevrolet Captiva phiên bản LTZ năm 2016 với mức giá là 435 triệu tại Sài Gòn K nhá. 435 triệu mẫu xe này.
Bên này thì em Quỳnh có chiếc Kia K3. Kia K3 phiên bản 2.0 anh. Sorry mọi người nhé, Kia Cerato. Đây là chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium năm 2020. Xe đã lăn bánh là hơn 70.000 km rồi. Nước sơn màu xanh lá và lớp thất là ghế da tông màu đen. Biết thân biết phận của một cái chiếc xe nhà mình đã sơn đổi màu, chạy số km cũng tương đối. Nhưng đối với cả một chiếc xe một chủ đã qua sử dụng, có lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hệ thống của Kia, kiểm tra nguồn gốc thoải mái, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản mà mức giá chỉ có 508 triệu thôi nhá. Em Quỳnh đang chào bán chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Pre năm 2020 với mức giá vô cùng hợp lý là 508 triệu tại showroom Sài Gòn Ka và có thương lượng giá tốt nha. Bên này là chiếc Toyota Vios này. Toyota Vios bản E số tự động năm 2022, lướt 29.000 km. Lốp sơn màu vàng cát và nội thất là ghế da tông màu kem nhé. Cũng là một cái chiếc xe nổi đồng cối đá của nhà Toyota Vios. Công nghệ thì còn hạn chế, nhưng bù lại là một chiếc xe không bao giờ bị lỗi vặt nhé. Em Quỳnh đang chào bán mẫu Toyota Vios bản E năm 2022 với mức giá là 458 triệu tại showroom Sài Gòn Ka nhé. 458 triệu mẫu xe này. Bên này là Kia Zondo phiên bản 2.0 GAT. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2018, mua mới một chủ sử dụng từ đầu, lăn bánh 68.000 km, lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu kem và đây là một chiếc xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Thiết kế 3 hàng ghế, 7 ghế ngồi với động cơ là 2.0, nổi bật hơn hẳn so với cả các đối thủ như Suzuki XL7, Suzuki Ertiga hay là Mitsubishi Xpander. Và em Quỳnh đang chào bán mẫu xe Kia Zondo năm 2018 với mức giá là 425 triệu tại showroom Sài Gòn Ka nhé. 425 triệu cho mẫu xe này. Ở trong nhà thì em Quỳnh đang có một mẫu Honda CR-V. Nói đúng hơn thì đang có một cặp với hai phiên bản và hai màu sắc khác nhau. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Honda CR-V bản G năm 2021. Xe đã lăn bánh là 48.000 km, lốp sơn màu xanh xám và nội thất là ghế da tông màu đen. So sánh với cả bản L thì bản G sẽ bị cắt cái chi tiết là cửa sổ trời toàn cảnh panorama cũng như là cốp điện, phải không ạ? Tuy nhiên thì vẫn trang bị gói an toàn là Honda Sensing. Và đây em Quỳnh đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 855 triệu nha. Chỉ với mức giá là 855 triệu sở ngay Honda CR-V bản G năm 2021 nha. Đó, quý anh chị nếu như muốn tham khảo những cái video kỹ hơn của một chiếc xe đã qua sử dụng thì có thể liên hệ qua Zalo của em Quỳnh để em Quỳnh quay chi tiết, gửi ảnh hình ảnh cho quý anh chị cùng xem nha. Và trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh cũng có một thông báo đến với quý anh chị. Đó chính là hôm nọ thì báo cáo với cả quý anh chị là cái chiếc Kia Sorento màu bạc này đã bán, phải không ạ? Nhưng mà do là ý thích của chủ nhân thì chủ xe đã đổi từ chiếc Kia Sorento này lựa chọn sang chiếc Nissan X-Trail màu trắng. Nên là nếu như mà quý anh chị đang tìm kiếm cái chiếc Kia Sorento màu bạc thì trong video ngày hôm nay hãy lán lại một xíu nhá, để em Quỳnh có thể giới thiệu cho quý anh chị chiếc xe này. Và đây là chiếc Kia Sorento bản full xăng, xe được sản xuất năm 2018, lăn bánh là 66.000 km, lốp sơn màu bạc và nội thất là ghế da tông màu kem. Cái chiếc này thì chắc hẳn là không còn quá xa lạ đối với khách hàng của em Quỳnh đâu, phải không ạ? Một chiếc SUV gầm cao 7 chỗ, ngon, bổ, rẻ, phù hợp với rất nhiều tiêu chí mà gia đình lựa chọn này. Rộng rãi, thoải mái, 3 hàng ghế, 7 ghế ngồi, động cơ 2.4 GATH. Và mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ rơi vào khoảng từ 9 cho đến 11 lít nhé. Em Quỳnh đang chào bán mẫu xe 7 chỗ dành riêng cho gia đình với mức giá là 500. Hôm nọ chào bán mức giá là bao nhiêu nhỉ? 548. Hôm nay hạ giá xuống còn 540 triệu cho quý anh chị có thể lựa chọn nhiều hơn nhá. 540 triệu này, hoan hỉ gia lộc này. Và bên này thì có Mazda CX-8. Mazda CX-8 phiên bản Deluxe, xe được sản xuất và đăng ký năm 2021. Lăn bánh là 50.000 km, cũng trang bị lốp sơn màu xanh Kawasaki và nội thất là ghế da tông màu đen nhá. Chiếc này thì được bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hệ thống của Mazda, một chủ sử dụng từ đầu, chất lốp là nguyên dàn theo xe. Đang được chào bán với mức giá là 768 triệu. Xe đã lên là cốp điện và hệ thống là loa súp. Ngoài ra trong xe còn trang bị các tính năng thông minh như là hắt kính này, phanh tay điện tử, đề nổ gia tốc và thiết kế thêm là cái camera hành trình tích hợp gương chiếu hậu. Và đây là một mẫu 7 chỗ của nhà Mazda với mức giá vô cùng hợp lý là 768 triệu nhé.
Bên này tiếp tục là cái Mazda này. Cái chiếc xe này cũng rất là tuyệt vời so với cả những cái đối thủ tầm giá khoảng dưới 400 triệu. Em Quỳnh đang chào bán chiếc Mazda 3 phiên bản 2.0, xe được sản xuất năm 2015. Lăn bánh chỉ có 65.000 km thôi, nước sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu đen. Trên phiên bản 2.0 của nhà Mazda 3 thì trang bị rất nhiều tính năng, phải kể đến là hệ thống rửa đèn pha, hắt kính này, có ghế điện, có cửa sổ lock và thiết kế mâm 18 inch vô cùng thể thao và khỏe khoắn. Đây là một chiếc xe sedan phân khúc C, trẻ trung năng động và qua bao nhiêu form dáng thì gần như là không hề lỗi thời nhá. Em Quỳnh chào bán chiếc Mazda 3 phiên bản 2.0 năm 2015 với mức giá là 389 triệu nha quý anh chị, 389 triệu mẫu xe này. Bên kia là Santa Fe đã nhận cọc nha quý anh chị. Trong này thì tiếp tục có một cái mẫu xe mà tiền ít thịt nhiều trong phân khúc MPV cỡ nhỏ này. Thực ra thì em Quỳnh hay dùng những cái từ mà ưu điểm dành cho cái chiếc xe của nhà mình. Bởi vì thực sự là khi mà mua xe thì em luôn luôn tư vấn, em mong muốn muốn biết là cái nhu cầu khách hàng của em là gì trước đã, đúng không ạ? Để ví dụ như mà quý anh chị đang có tầm tài chính khoảng hơn 400 triệu nhưng lại mong muốn một chiếc 7 chỗ số tự động dành riêng cho gia đình thì hãy tham khảo Suzuki Ertiga nhé. Chiếc Suzuki Ertiga nhà em Quỳnh là bản 1.5 số tự động. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2021, đã lăn bánh là 30.000 km, nước sơn màu trắng và nội thất là ghế nỉ nguyên bản tông màu đen. Ở trên xe thì trang bị là camera hành trình, màn hình cảm ứng, đề nổ start top nha. Và với động cơ 1.5 của nhà Suzuki thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ rơi vào khoảng 6 lít cho đến 6 lít rưỡi thôi. Và em Quỳnh đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 459 triệu nhá, 459 triệu này, các bác tham khảo nha. Bên này là VinFast. Hồi xưa VinFast lắc A lăn bánh thì quý anh chị phải mất khoảng 1 tỷ đồng để có thể trải nghiệm trên một chiếc xe thuộc phân khúc E, có chiều dài cơ sở rộng rãi và form dáng thì gần như là giống, rất giống với cả BMW 5 Series. Ở trên chiếc VinFast Lux A bản Bay năm 2019 trong tầm giá khoảng 525 triệu tại showroom Sài Gòn Ka thôi, chúng ta sẽ sở hữu một chiếc sedan trang bị động cơ là 2.0 turbo, nội thất ghế da tông màu nâu da bò rất là sang trọng, có màn hình cảm ứng ở phía trung tâm rất là rộng rãi này, màn to lên tới 11 inch. Và chiếc xe này thì đã lăn bánh là 60.000 km nhá, với nước sơn màu xanh. Và em Quỳnh đang chào bán với mức giá cụ thể là 525 triệu tại showroom Sài Gòn Ka nhá. 525 triệu mẫu xe này. Bên này thì thực sự là một cái chiếc xe mà rất nhiều gia đình Việt Nam mong muốn và lựa chọn cái chiếc xe này. Và bản thân em Quỳnh cũng rất là thích. Hyundai Santa Fe bản phun dầu cao cấp năm 2022. Xe đã lăn bánh là hơn 40.000 km với lớp sơn màu đỏ mận và nội thất là ghế da tông màu nâu đen kết hợp nhé. Hyundai Santa Fe form mới gần đây thì có rất nhiều tính năng công nghệ và lên tới 7 chế độ lái cho tất cả các mọi địa hình nhé. Xe có trang bị là hắt kính, cam 360, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm, camera hành trình, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện và cốp điện nhá. Và rất nhiều tính năng an toàn được trang bị ở trên mẫu xe 7 chỗ như thế này. Và đặc biệt là chiều dài cơ sở của chiếc Hyundai Santa Fe cũng tăng 20cm so với cả những phiên bản tiền nhiệm nha. Trước này em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 155 triệu tại showroom Sài Gòn Ka nhá. Và hỗ trợ trả góp lên tới 65-70% giá trị xe. Quý anh chị yên tâm và tham khảo nhá. Bên này là mẫu Mazda CX-3 này. Cái chiếc CX-3 nhỏ nhắn xinh xắn này thì một điểm cộng cho nhà Mazda thì, bởi vì là ví dụ chị em nào mà không thích cái lái sedan thì có thể tham khảo mẫu xe này. Cái khoảng sáng gầm của em nó thì hình như là 155mm cơ, cao hơn hẳn so với cả i10 nhá. Và chúng ta đang ngắm qua chiếc Mazda CX-3 phiên bản Luxury năm 2022. Xe đã lăn bánh là 17.000 km, nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen nhá. Cái bản này thì có cả hắt kính mọi người ạ. Đấy, camera hành trình kia kìa, rất là xinh xắn, và với động cơ 1.5 AT Skytip thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 585 triệu và quý anh chị yên tâm đi. Những cái mức giá mà em Quỳnh đưa ra là giá mong muốn cửa hàng. Yên tâm là sẽ để một cái mức giá thuận mua vừa bán và quý anh chị có thể trả giá thoải mái nhá. Trong này thì có một chiếc Toyota Fortuner máy xăng năm 2013, đã 11 năm sử dụng rồi nhưng mà mẫu xe Toyota Fortuner nhà em Quỳnh lăn bánh chỉ có 60.000 km thôi. Nước sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu kem,
chào bán với mức giá vô cùng hợp lý là 438 triệu cho các cô, các chú, các bác nào mà đam mê cái dòng Toyota Fortuner này nhá. Ngoài ra thì em Quỳnh còn một chiếc Fortuner máy xăng bản TDR, TRD năm 2014 màu trắng nữa. Nhưng mà xe đó thì đang đi spa và hoàn thiện để có thể trưng bày tại cửa hàng nhá. Bên này là một chiếc xe đứng đầu trong phân khúc xe vô cùng khỏe khoắn thể thao, đó chính là Honda Civic. Chiếc xe nhà em Quỳnh là bản RS, xe được sản xuất và đăng ký năm 2020, mua mới tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu, lăn bánh chuẩn là 48.000 km. Xe được bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hệ thống của Honda, trang bị lớp sơn màu đen cá tính và nội thất là ghế da tông màu đen nhé. Em Quỳnh đang chào bán chiếc xe này với mức giá vô cùng hợp lý là 645 triệu tại showroom Second Car, một trong những cái chiếc xe mà cảm thấy tốn gái nhất đấy. Nên là bác nào mà đang có nhu cầu tán gái thì có thể tham khảo mẫu xe này nhé, 645 triệu ạ. Ở đầu video thì đã quảng cáo rằng nhà em có một cặp CLV cực kỳ đẹp. Em Quỳnh đang đứng cạnh ngay mẫu Honda CLV bản L năm 2021. Xe lăn bánh là 19.000 km. Đây là một trong những chiếc xe siêu lướt thời điểm năm 2021 nhé. 3 năm sử dụng nhưng lăn bánh chỉ có 19.000 km thôi. Tính ra trung bình mỗi năm xe nhà em Quỳnh đi chỉ có 6.000. Sơn zin là 99% theo xe nhé. Bởi vì nó xảy ra một số vết xước răm và em Quỳnh có đánh bát lại nhé. Ở trên bản L là phiên bản cao cấp nhất của dòng CLV, sẽ trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cốp điện, ghế điện, phanh tay điện tử, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm và hệ thống an toàn là Honda Sensing. Em Quỳnh đang chào bán mẫu Honda CLV bản L năm 2021 màu trắng này với mức giá là 918 triệu tại showroom Sài Gòn Car nha quý anh chị. Bên này em có một mẫu bán tải chuyên dụng nhá, đời cao, rất là đẹp. Đó là Mazda BT50 số sàn, máy dầu 2 cầu năm 2020. Xe đã lăn bánh là hơn 40.000 km rồi. Lốp sơn màu xanh và nội thất là ghế nỉ nguyên bản. Xe nhà em Quỳnh độ lên màn hình, camera hành trình, lắp thùng theo xe, có trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng nhé. Và đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 478 triệu tại showroom Sài Gòn Car nhé. Các bác mà ở vùng đồi núi như Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Hà, Bảo Lộc mà muốn sở hữu chiếc bán tải để phục vụ trong công việc lương rẫy của mình thì có thể qua Sài Gòn Car tham khảo mẫu Mazda BT50 đấy nha. Và ở đây thì em có một chiếc xe 5 chỗ gầm cao nhưng trong tầm giá chỉ hơn 400 triệu. Quý anh chị nào mà đang tham khảo Toyota Vios này, Toyota Honda City hay là Hyundai Accent mà muốn trải nghiệm trên mẫu 5 chỗ gầm cao mà có đầy đủ các tính năng công nghệ từ đề nổ startup này, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm hay là cruise control và có rất nhiều tính năng an toàn như hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc và cảm biến va chạm quanh xe thì có thể tham khảo mẫu MG nhé. MG ZS phiên bản Comfort, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022, lăn bánh 55.000 km, lớp sơn màu trắng và được thất là ghế da tông màu đen. Chào bán với mức giá vô cùng hợp lý là 428 triệu nhé. Chị em cũng có thể lái được vì chiếc xe này vô cùng nhỏ gọn và xinh xắn mọi người ạ. Trong này thì em Quỳnh có một chiếc Kia Sorento. Cái chiếc này thì cũng phải nói là giá rất là hợp lý, ngon bổ rẻ nhất trong phân khúc SUV dành riêng cho gia đình. Cùng phân khúc với cả Hyundai Santa Fe nhưng mà lại rẻ hơn Santa Fe từ 70 đến 80 triệu. Và đây là bản máy xăng, bản full xăng cao cấp nhất nhé. Xe nhà em Quỳnh là Kia Sorento 2.4 GATH, xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, lăn bánh là 10 vạn, lốp sơn màu đỏ đô và nội thất là ghế da tông màu kem, một chủ mua mới từ đầu. Bảo hành bảo dưỡng đều như vắt chanh ở trong hệ thống của Kia. Xe đã rút hồ sơ cầm tay và quý anh chị muốn bấm biển sang tên thì trong vòng 1 ngày là có thể hoàn thiện xe lăn bánh nhé. Chào bán với mức giá là 515 triệu cho tất cả anh em đam mê Kia Sorento nha. Bên này là chiếc VinFast Lắc A bản Bay năm 2021. Tuy là bản Bay nhưng xe độ khá nhiều đồ chơi lên quý anh chị có thể lưu ý này. Thứ nhất là hệ thống loa súp ở trên xe, thứ hai là cam 360, thứ ba là ghế điện, thứ tư là ba vị trí nhớ ghế và thứ năm là viền LED ở trong nội thất nhá. Và chiếc này mới lăn bánh chỉ có 15.000 km thôi nha quý anh chị. Sơn xi bên ngoài rất là đẹp với lớp sơn màu nâu, nội thất là ghế da tông màu nâu da bò. Đấy, và các những cái thiết kế của em nó thì tương tự với cả cái mẫu xe năm 2019, cũng màn hình cảm ứng ở phía trung tâm đề nổ startup này. Và trước này thì em Quỳnh đang chào bán với mức giá cũng rất là hợp lý là 599 triệu tại showroom Sài Gòn Car nha. Đấy, cái chiếc Nissan X-Trail này thì đã được khách hàng lựa chọn sau khi mà bỏ cái chiếc Kia Sorento màu bạc nha. Ngoài kia thì như là chiếc Toyota Altis mới về nữa đây. Đó, quay luôn cho quý anh chị cùng xem. Em Quỳnh đang có một chiếc Toyota Altis bản 1.8G năm 2017. Xe lăn bánh là hơn 60.000 km rồi. Màu nâu.
Xe mới đi spa. Atit. Đó. Tranh thủ xe về được đến đâu thì quay luôn cho quý anh chị cùng xem nhá. Chưa rửa gì hả? Trước này là Toyota Atit bản 1.8G năm 2017 nha quý anh chị. Một cái mẫu xe sedan của nhà Toyota mà form dáng qua bao nhiêu phiên bản thì không hề thay đổi. Đây là những cái phiên bản đời đầu như thế này thì cũng không hề lỗi thời. Và có một cái mức giá thì cũng khá là êm đối với cả cái đời năm 2017 đấy nhá. Em Quỳnh đang chào bán chiếc Toyota Atit bản 1.8G năm 2017 với mức giá là 489 triệu tại showroom Sài Gòn Ca nhá. 489 triệu nha quý anh chị. Vừa rồi quý anh chị cùng em Quỳnh đã đi khám phá và tham quan xem showroom Sài Gòn Ca buổi chiều thứ bảy đang có những sản phẩm gì và đang được chào bán với mức giá là bao nhiêu. Mức giá mà em Quỳnh đưa ra là giá mong muốn của cửa hàng. Anh chị em nào đang quan tâm đến các dòng xe đã qua sử dụng có thể liên hệ qua số hotline là 0823 07 222 hoặc đến trực tiếp địa chỉ của showroom Sài Gòn Ca là số 63 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức để trải nghiệm và lái thử các dòng xe nhé. Và kết thúc video ngày hôm nay thì quý anh chị đừng ngần ngại bỏ ra một ít phút đăng ký kênh showroom Sài Gòn Ca, like và follow đội ngũ của em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.